Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đôi hình mắt tự hút. Tắt đi. Thì đã không? Nhập pin. Tắt đi. Thế thì đấu bếp rồi đi. Đi đấu cái bếp rồi đi. Chắc để lâu rồi không xài. Sau đây mình sẽ đổi góc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình xin phép để kết thúc video tại đây.